cứ bao quay. Và đây là mẹ bỉm sữa đang hút sữa. Hút sữa bằng máy các bạn nhá. Đấy. Có bạn lại yêu cầu mình làm vlog về mẹ bỉm sữa. Đấy. Đang hút sữa bằng máy hút sữa đó các bạn. Đấy. Đây đang hút sữa bằng máy hút sữa. Các bạn xem ủng hộ mình nhé bằng cách đăng ký kênh và like các bạn nhé, subscribe. Vừa nhìn đây cái mà chụp hình không? Làm vlog về mẹ bỉm sữa. Các bạn xem ủng hộ mình nhé. Hãy đăng ký kênh để xem video tiếp theo của mình. Tính gì ạ? Nói gì về khán giả đi. Nói các bạn này đăng ký kênh ủng hộ mình đi. Các bạn ơi hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nói đi. Nói gì đây nào. Khán giả có bạn yêu cầu làm mình làm vlog đấy. Như vịt à? Vịt đôn đán à? Đi cái kiểu điều á nhá. Gây ảnh tường á, gây sự chú ý á, hiểu không? Anh xin tiếp không? Ôi. Rồi nói gì với khán giả đi. Không có quay. Đừng có ngồi ngồi chứ anh. Sao đâu. Đi ra nhà, đừng có quay nhá. Làm gì?